Đã đến với kênh Thanh Đa. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những lợi ích từ nền tảng XT, một nền tảng mà cũng rất là quen với anh em. Và dĩ nhiên đây cũng là một trong những cách mà nhiều anh em chúng ta đang kiếm tiền với crypto trong giai đoạn đầy khó khăn này. Hôm nay XT đem lại cho chúng ta một trình Aerobe khá chất lượng. Thông qua trình Aerobe này, anh em có thể nhận phần thưởng lên tới 123 USDT. Chia sẻ với anh em, USDT này là tiền dùng thử nhé. Tiền dùng thử bolus đấy, tức là anh em chơi future thắng rút lãi đấy. Khi mà anh em nhận được cái bolus này thì anh em sẽ giao dịch ở bên phái sinh rồi này, ở trong cái thị trường vĩnh viễn đấy. Chúng ta sẽ dùng bolus để chúng ta đánh, và cái phần lãi thì anh em được phép rút đấy. Thì anh em lưu ý vào này giúp mình nhé. Đó thì cũng chia sẻ rất là cụ thể để cho anh em chúng ta hiểu cách để chúng ta sử dụng cái bolus này đấy. Thì đối với cái bolus này thì nó cũng rất là dễ thôi. Đấy. Tức là khi anh em tải Apple và đăng ký hoàn thành KYC thì anh em sẽ nhận được 30 đô bonus. Nạp 50 đô, stake 14 ngày thì sẽ nhận được 20 đô bonus. Khối lượng giao dịch lớn hơn 1.000 đô thì sẽ nhận được 20 đô bonus. Và khối lượng giao dịch lớn hơn 10.000 đô thì anh em sẽ nhận được 3 USDT spot và 50 USDT bonus. Đấy. Như vậy là mình thấy là cái điều kiện ở bên thì XT thì nó cực kỳ là dễ cho anh em luôn, và đánh giá đây là một trong những cái kèo rất là ngon để anh em chúng ta có thể kiếm thu nhập trong cái giai đoạn rất là khó khăn như thế này. Đấy, với cái tiền bolus này thì chắc chắn là những anh em người mới rất là quan tâm rồi, rất là quan tâm với chương trình này. Và mình thấy là nếu như chương trình này việc KYC nó dễ dàng thì đây thực sự là một chương trình mà anh em đáng phải chúng ta phải chơi đấy. Và mình hy vọng là nhiều anh em trên kênh có thể tận dụng cái cơ hội này để kiếm tiền với nền tảng XT. Trước đó thì XT cũng đã có những cái đợt airdrop rất là thành công, và rất nhiều anh em trên kênh chúng ta đã nhận được số tiền khá lớn đến từ XT. Và mình hy vọng cái kèo này sẽ là một trong những kèo tiếp theo anh em có thể kiếm tiền thông qua việc là tận dụng cái cơ hội nhận airdrop wallet future chơi thắng rút lãi của XT để các bạn có thể kiếm tiền. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.